Ok xin chào mọi người thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo của phần data type thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái data type tiếp theo đó là object Ok thì điểm lại qua một chút về các cái data type mà chúng ta đã làm việc thứ nhất là về value type hay cái nào là primitive type thì chúng ta đã viết là number, string và boolean đó thì tiếp theo đến reference type thì chúng ta đã làm việc với thằng array này và tiếp theo chúng ta sẽ làm việc với một thằng nữa đó là thằng object đó rồi với object ấy thì chúng ta cần nhớ duy nhất một cái điều quan rất quan trọng sau đây đó là object is a collection of properties and methods tức là object ở trong cái thằng javascript này các bạn có thể hiểu nó chỉ như một cái collection thôi nó chỉ là tập hợp tất cả các property và method đó thì nghe nó là giống các ngôn, ngôn, ngôn ngữ lập trình khác đúng không? Thì tại sao nó lại gọi là một cái collection of property và method thì chúng ta sẽ đi về tìm hiểu sau đây. Ví dụ ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng cái object này của chúng ta sẽ có các cái thuộc tính như last name, first name, date of birth và hai cái method là get age và get full name, đúng không? Đó thì tính nữa chúng ta sẽ biết tại sao là nó chỉ được gọi là một cái collection thôi. Ok thì để khai báo một object ấy, thì chúng ta có thể khai báo sau đây đó chúng ta khai báo trực tiếp cái cấu hình của nó ra đó thì nó bao gồm là gì nhỉ nó bao gồm uh, tên thuộc tính này giá trị của thuộc tính này tên thuộc tính giá trị của tính tên thuộc tính giá trị của thuộc tính đó hay còn gọi là property và tiếp theo là function đó tiếp theo chúng ta có định nghĩa một cái function function đầu tiên là chúng ta có cái get age tức là lấy tuổi của object này tiếp theo là cái full name là lấy tuổi của cái full name này dựa vào first name và last name last name đó và cái object này nó được bao quanh bởi hai cái dấu ngoặc à, nhọn này đó thì với cái define này thì chúng ta gọi là một cái object literal là define object theo kiểu một cái object literal đó thì bây giờ chúng ta sẽ thử code xem nhé ok object này mình không có ý định thay đổi thì mình gọi là uh, constant đi gọi là my object đi my object đó và cái đại diện cho object ấy, thì là cái dấu đóng mở ngoặc như này đó, ok chưa đó và chúng ta interlock ra thằng my object này đó. đó. các bạn có thể thấy là đây, đây chính là biểu tượng của một cái object của chúng ta. Rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có thể define thêm các cái thuộc tính ở trong này. Thứ nhất là uh, last name đúng không? Last name là họ. Sau đó hai chấm và giá trị của nó, họ của chúng ta là họ Hoàng chẳng hạn. Đó, là last name ở ừ, đúng không? First name chính chính là tên gọi của chúng ta đúng không? First name của chúng ta là uh, Công chẳng hạn. Đó và date of birth của chúng ta năm sinh của mình là 1992 chẳng hạn. Đó. Rồi. Đây là cái các các, các cái thuộc tính của chúng ta. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy, thấy khi mà chúng ta console log lại thì nó sẽ view cho chúng ta dưới dạng json như này. Đó, last name là Hoàng, first name là Công và date of birth đây. Đó, tại sao là phải chia thành last lên và first name thì thi thoảng chúng ta sẽ muốn sorting theo cái kiểu first name này Ví dụ bạn A xong rồi bạn B, bạn C đúng không? Chứ nếu ghi hẳn ra là hoàng công thì nó sắp xếp theo họ mất rồi đúng không? Đó, rồi um, giờ Đây là một số cái thuốc tính và thi thoảng mà chúng ta lại muốn thêm một số cái function ở trong một cái object này để chúng ta làm một số cái công việc đặc biệt đúng không? Đó, ví dụ như là get full name đúng không? Get full name đúng không? Bây giờ chúng ta muốn hiển thị cả full name. Chúng ta muốn short thì short theo cả first name nhưng mà chúng ta lại muốn uh, get full name thì chúng ta cần phải đầy đủ tên họ của nó đúng không? Thì ở đây chúng ta return this đúng không? This this này chính là con trỏ trỏ đến chính cái object này. Đó thì cả ngôn ngữ sử dụng cộng Java và C# này đều có cái thuật ngữ uh, this này thế này mình sẽ không giải thích lại cái thằng this này nữa. This last name cộng một dấu cách cộng this last name à, first name chứ là last name trước à, xong rồi đến first name đó ok đó như các bạn có thể thấy ở đây là nếu như chúng ta mà con số nó ra ấy, thì nó, ở đây nó sẽ hiển thị là một cái function có tên là cái full name đó, đây là cái cách mình viết tắt thôi còn nếu không các bạn có thể khai báo nó như một cái thuộc tính như này nhưng mà cái thuộc tính này lại có uh, giá trị là một cái function như này đó đó, như này cũng được. Đấy, nhưng mà chúng ta viết ngắn gọn như này thôi. Đó, thì ở đây chúng ta như chúng ta đã nói ở cái bài trước ấy, đó là cái function của ta cũng là một cái thai đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta get age chẳng ạ. Đó, get age ở đây là chúng ta lấy tuổi của người ta ấy thì uh, tức bớt đây mình để năm sinh đó để là đơn giản này thì ở đây mình sẽ lấy luôn năm hiện tại nó bình thường thì chúng ta có thể lấy date của cái current time luôn đúng không nhưng ở đây để bài toán đơn giản nên mình chỉ lấy ví dụ là 121 xong rồi trừ đi cái zip tết of birth này đúng không là ra cái năm sinh của chúng ta đúng không đó đây là mình đã in ra lock của object này bây giờ mình sẽ in ra console.lock chấm gọi hai cái method này ra my object.get full name này đó nhớ đóng mở ngoặc và my chấm get age, đúng không đó như vậy đây là cái tên phương này của mình là công hoàng này. là năm nay mình 29 tuổi này đó thì đây là cái cách define object theo kiểu literal của chúng ta OK thì tại sao lại có cái kiểu Defi kiểu Object Literal này chúng ta? Thì như chúng ta đã biết rồi là cái JavaScript của chúng ta ấy là sử dụng trên môi trường web mà chính. Mà ở trên môi trường web ấy, trên môi trường web thì chúng ta cần phải thường xuyên trao đổi dữ liệu và cái data structure mà chúng ta hay sử dụng nhất ở khi mà chúng ta trao đổi dữ liệu trên môi trường web ấy là cái data structure kiểu JSON cái format kiểu JSON. Đó, đây chính là cái format kiểu JSON đó ở đây là nó truyền đi cho chúng ta đúng mức cái object bao gồm là uh, property và giá trị của nó đó chính vì vậy mà cái javascript này của chúng ta uh, cấu tạo của cái object của nó ấy nó sẽ giống với cái thằng JSON này uh, để, để về sau mà chúng ta có thể truyền uh, dữ liệu từ object này qua môi trường mạng thì nó có thể dễ dàng convert sang cái kiểu JSON này hơn đó Ok, cái tiếp theo của chúng ta cần nhớ đến khi làm việc với object à, đó là vì nó là một cái connection của property và method đúng không? Đó, mình chỉ cần yêu cầu các bạn nhớ đúng cái điều này thôi Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có thêm một cái chủ yếu nữa là chúng ta có thể attack à, tất cả property và method à, vào chính nó Ở đây chúng ta có thể xem một ví dụ sau đây đó, Thì ở đây các bạn có thể thấy là đầu tiên mình có một cái object chống không này đó, Nhưng về sau mình đính kèm thêm cả cái name và cái à, một cái method này vào cho nó đó, cuối cùng là nó lại uh, như một cái object thông thường thôi. Đó. Rồi, ở đây hiện tại mình sẽ tạm thời comment cái đoạn code này lại để mình lại đi làm ví dụ tiếp theo. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái object khác là another object object. Đó, và cái object này trống nhá. console.log.another object. Đó, các bạn chú ý đấy, đấy, cái object này chúng ta đang chống nhá đó và chúng ta còn hoàn toàn đây là chính là lý do mà chúng ta gọi nó là một collection of property và method chúng ta có thể đính lần lượt các cái property vào cho nó ví dụ ở đây chúng ta có another object chúng ta đính cái dob property vào đó bằng 1992 chẳng hạn đó và ở đây chúng ta đính thêm một cái object à, một cái function nữa vào gọi là get đó và cái kiểu này là kiểu function này đó và đây chúng ta có thể im làm bên cái function này đó thì cái function này chúng ta cũng làm tương tự như cái thằng kia thôi à, chúng ta lấy uh, năm hiện tại là 2021 trừ đi this dop thế này là xong đấy thì như ở đây khi mà chúng ta thấy console log thì nó cũng có hoàn toàn đầy đủ các cái thuộc tính dưới dạng dây sân của nó đấy thuộc tính và lùa thuộc tính và lùa đó rồi ở đây chúng ta cũng có thể gọi thêm uh, các cái thuộc tính của nó ra xem nào console.log này, another object.dob này. console.log uh, another object.getH này. Đó, Thế đây chúng ta có thể thấy là năm 1992 này và năm nay 29 tuổi này. Đó, đó chính là cái chú ý tiếp theo của chúng ta khi làm việc với object. Đó, thì đây chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát bao quát nhất và cơ bản nhất về object trong JavaScript rồi. thì trong phần sau thì chúng ta sẽ làm quen với các cái nhiều cái thuộc tính mà chúng ta có thể dễ à, đây chính là cái điểm khác biệt à, lớn nhất giữa gi 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 giữa JavaScript và những cái ngôn ngữ mà chúng ta đã học C# -Sharp. Ừ, thì trước khi làm việc với object ấy, thì dùng các cái ngôn ngữ kia của chúng ta ấy, thì chúng ta phải học class trước đúng không? đó nhưng ở đây chúng ta hoàn toàn có thể tạo được một object mà không cần liên quan đến class gì cả Đúng không? Đó thì về sau chúng ta sẽ có à, làm quen với các cái mà chúng ta sẽ quen thuộc hơn ví dụ như class, constructor, ABC này nọ. Ok. Ok, xin chào các bạn. Khóa của bạn đang xem được trích từ khóa học JavaScript for Developer. Khóa học này được tạo ra nhằm mục đích là giúp cho các bạn đã biết sẵn một ngôn ngữ lập trình có thể nắm bắt được nhanh ngôn ngữ JavaScript từ đó phục vụ cho các công việc của các bạn từ frontend đến backend thì khóa học này sẽ được mình public dần dần ở trên YouTube thì nếu như bạn nào mà muốn có thể access được full của khóa học này thì các bạn có thể consider mua khóa học ở trên Unica với dường link dưới này để được nhận ưu đãi tốt nhất. Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có thể nhận được nhiều nhiều thông tin hữu ích từ cái series video này. Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn.